Kính thưa quý vị biết là ca sĩ Hà Thanh Xuân á, ngoài tài hát rất hay, là một ca sĩ, là một nghệ sĩ, mà cô còn có cái khiếu mua may bán đất. Và quý vị, con nhớ là mỗi lần ca sĩ Hà Thanh Xuân mà bán vé số rất chạy, mà ai mà mua của ca sĩ Hà Thanh Xuân là trúng liền. Cho nên bây giờ chúng con xin nhường microphone lại cho ca sĩ Hà Thanh Xuân và cha Đặc Trách để chúng con hy vọng rằng cái chương trình đấu giá của chúng ta nó mau mắn hơn, nó sôi động hơn. Thì chúng con một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay cho cha Đặc Trách, Phó Quốc Luân và ca sĩ Hà Thanh Xuân. Dạ em cảm ơn chị, dạ con chào cha. Dạ em đứng ở trong mà em nghe chị giới thiệu mà em run luôn á. Trời ơi, em bán vé số là em mới nói em rao vậy thôi. Em nói dạ quý vị ơi, mua vé số đi quý vị, mua tay em hên lắm, bán đâu trúng đó. Mà tự nhiên cái bữa đó nó hên, tại vì năm rồi Hà Thanh Xuân hát hội chợ Tết thì bán cho cặp vợ chồng đó, thì cặp vợ chồng nó trúng chiếc xe Mercedes quý vị. Thành ra có sao nói vậy, thành ra là quý vị có đức tin, quý vị có niềm tin, quý vị tới đây thì quý vị hãy cùng với Hà Thanh Xuân cũng như trong cái công việc này. Thưa cha, là con thú thật là như chị khen con quá trời, chứ thật ra con hát 30 bài, 40 bài con hát tới sáng cũng được, mà để mà con nói thì con chỉ nói được một chút xíu gì thôi. Nhưng mà mong là quý vị ủng hộ cho Hà Thanh Xuân trong cái công việc này. Ngày hôm nay đứng đây cùng với một cái sự vinh dự là con cùng đứng với cha để mà gây quỹ cho chương trình tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất mong quý vị ủng hộ cho Hà Thanh Xuân nha quý vị. Thank you quý vị. Dạ cha nói trước rồi. Món đầu tiên chúng ta đấu giá tối hôm nay là bức tấm tranh Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu, do một vị ẩn danh chuộc từ vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội BC nhân ngày hành hương ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới lần thứ 25. Dạ. Tấm tranh dưới đây. Dạ. Đây là một và có thể mình ban tổ chức mình có thể để ra phía giữa sân khấu để cho quý vị khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn. Xin các anh hiệp sĩ đoàn chúng ta lên. Dạ. Giúp cho tấm tranh này. Dạ, đây là bức tranh mà cha vừa giới thiệu cho quý vị. Bức tranh rất là đẹp và xin phép cho con hỏi cha là mình có giá khởi điểm là bao nhiêu không cha? Cha xin chúng ta bắt đầu với giá 500. 500 thưa quý vị. Dạ, một bức tranh rất là đẹp quý vị ơi. Ngày hôm nay sau ngày lễ tạ ơn, nếu mà quý vị mang bức tranh này về nhà thì cái sự may mắn và... Đây là bức tranh theo Đức Giêsu, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu, được chuộc từ vương cung thánh đường Đức Mẹ và vô nhiễm nguyên tội ở bên Washington DC trong một cái cuộc ăn chay cầu nguyện. Dạ vâng. Dạ không anh đi. Quý vị ơi, Hà Thanh Xuân được biết là khi mà Hà Thanh Xuân về Việt Nam thì tới một cái tiệm tranh theo, thì tranh theo rất là mất công và làm rất là lâu để mà hoàn thành bức tranh theo này, và nhìn rất là tỉ mỉ thưa quý vị, mà giá khởi điểm chỉ có 500 đồng thôi. Thì Hà Thanh Xuân nghĩ là với cái công và một cái bức tranh ý nghĩa như thế này thì 500 đồng rất là rẻ thưa quý vị. Thành ra là Hà Thanh Xuân mong là một cánh tay giơ lên với giá khởi điểm đầu tiên cho bức tranh đầu tiên với giá là 500 đồng ạ. Dạ. Dạ anh Tùng cùng với lại tất cả quý vị đang đi vòng vòng để ngắm bức tranh, và Hà Thanh Xuân mong một cánh tay giơ lên thưa quý vị với giá khởi điểm 500 đồng thưa quý vị. Đây là mình đến đây là mình đóng góp và mình ủng hộ nha quý vị. Thành ra là quý vị đừng ngần ngại, quý vị cứ giơ tay lên nếu mà quý vị thích, tại vì mình đang về nhà thì mình sẽ có một góc mình chơi.